Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài bản tin vắn trong ngày. Trước hết là một bản tin từ Texas. Một giáo viên của trường trung học ở Texas đã bị cho nghỉ việc sau khi bị cáo buộc ghi lại cuộc ẩu đả của hai học sinh thay vì ngăn chặn vụ việc. Cảnh sát cho biết video ghi lại vụ việc đã được đăng tải lên Snapchat và có hàng nghìn lượt chia sẻ trên Twitter, cho thấy người giáo viên đã cười trong lúc ghi lại cảnh ẩu đả trong lớp học. Phát ngôn viên của một học khu McKinney, Cody Cunningham, nói rằng các chính sách của học khu là cố gắng hết sức để ngăn chặn bất kỳ cuộc ẩu đả nào giữa các học sinh và những hành vi như của vị giáo viên này không bao giờ được dung thứ tại học khu McKinney, Cunningham. Và người giáo viên trong vụ việc đã được cho nghỉ việc trong khi cảnh sát đang tiến hành điều tra. Thưa quý vị, tối cao Pháp viện đã từ chối phán quyết của Tổng thống Trump trong việc hủy bỏ chương trình DACA ảnh hưởng tới 800.000 trẻ em. Trước đó, các tòa án cấp dưới đã dùng quyền của mình để chặn sắc lệnh Tổng thống để giải quyết các vấn đề khác. Phán quyết của tối cao Pháp viện khác với ý kiến của Tổng thống với lý do bị từ chối. Như vậy, Bộ Nội an phải tuân theo lệnh duy trì chương trình và bảo đảm quyền lợi cho trẻ em DACA. Người nhập cư trong diện DACA không bị trục xuất và được phép làm việc tại Mỹ trong vòng 2 năm và nộp giấy phép gia hạn. Được biết, có đến 1.8 triệu người đang sống phi pháp ở Mỹ đủ tư cách để vào chương trình DACA. Tin từ Oakland, thị trưởng Oakland của California đã cảnh báo cư dân về những cuộc tấn công của ICE sắp diễn ra. Thị trưởng thành phố Oakland ở California là bà Libby Schaaf đã đưa ra cảnh báo rằng cơ quan nhập cư và hải quan Hoa Kỳ có thể sẽ tiến hành các cuộc đột kích ở khu vực này sớm hơn dự kiến. Bà cũng nói rằng không biết chi tiết về các hoạt động của ICE, nhưng tuyên bố nghĩa vụ và đạo đức của mình là đưa ra cảnh báo cho các gia đình khi mối đe dọa đang tiến gần. Theo các thông tin mới nhất, vào ngày hôm qua, các giới chức thị thực pháp luật ở Bắc California tuyên bố sẽ không hợp tác với ICE và luật của tiểu bang nghiêm cấm việc hỗ trợ ICE thực thi luật nhập cư. Vào tháng Giêng, bà nói rằng sẵn sàng đi tù để bảo vệ thành phố của mình và đã công khai phản đối các biện pháp của chính quyền Tổng thống Trump đối với người nhập cư bất hợp pháp. Người đang chạy đua vào vị trí thống đốc tiểu bang California là ông Gavin Newsom đã tán thành cảnh báo công khai của bà Schaaf và nói rằng tiểu bang phải bảo vệ những gia đình nhập cư trong khi chính quyền của Tổng thống Trump đang tiến hành việc trục xuất. Cơ quan y tế cho biết mùa dịch cúm ở Hoa Kỳ có thể bắt đầu giảm nhẹ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh cho biết mùa dịch cúm khủng khiếp trong năm 2017-2018 có thể sẽ bắt đầu giảm. Tuy nhiên, báo cáo hàng tuần cho thấy dịch cúm vẫn còn lan tràn tại hầu hết các tiểu bang của Hoa Kỳ và tổng số trẻ em tử vong vì bệnh cúm đã lên đến 97. Một trong những chuyên gia về bệnh cúm của CDC là tiến sĩ Daniel Cherigan nói rằng đây là một mùa dịch bệnh khó khăn, nhưng trong tuần này, bệnh cúm sẽ bắt đầu giảm đi đáng kể. Cherigan cảnh báo rằng mùa dịch cúm chưa kết thúc và hiện tại có 39 tiểu bang bao gồm cả thành phố New York, Washington DC và Puerto Rico đang có những báo cáo về hoạt động của bệnh cúm. Bệnh cúm giết chết từ 12.000 cho đến 59.000 người mỗi năm ở Hoa Kỳ và có đến 700.000 người phải vào bệnh viện. Cherigan khuyến cáo mọi người phải tiêm ngừa bệnh cúm vì nó có thể ngăn ngừa bệnh trở nặng để gây tử vong. Được biết trong tổng số 97 các ca tử vong ở trẻ em thì chỉ có khoảng 1/4 trẻ em được tiêm ngừa bệnh cúm. Tin từ New York, các giới chức cho biết một phụ nữ nhập cư bất hợp pháp được phép ở lại Hoa Kỳ nhờ chương trình DACA đã bị bắt vào tuần trước ở New York vì gây ra những mối đe dọa khủng bố đối với học sinh trung học Abigail Jimenez, 21 tuổi, bị buộc tội đưa ra những lời đe dọa tấn công trường trung học East. Cô bị giam giữ tại nhà tù quận Morrow cho đến khi buổi điều trần diễn ra. Cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng bên trong nhà của Hernandez khi bắt giữ cô vào ngày 20 tháng 2. Trước đó, Hernandez đã đăng trên trang Facebook của trường trung học X rằng mình sẽ bắn tất cả học sinh tại trường này. Cục phó của Cục Cảnh sát New York nói rằng phải mất nhiều ngày để theo dõi mối đe dọa bởi vì nó được tạo ra từ một tài khoản truyền thông xã hội giả mạo. Trong một diễn biến khác,
thành phố Rochester gần đây đã khẳng định sẽ không hợp tác với các cơ quan liên bang và trở thành nơi trú ẩn cho những người nhập cư bất hợp pháp. Thưa quý vị, một bản tin từ Texas, một người phụ nữ đã đại tiện trong quần để giấu ma túy trong khi bị bắt giữ. Cảnh sát nói rằng một phụ nữ ở Texas đã cố gắng để che giấu tang vật trong khi bị bắt giữ bằng cách đại tiện trong quần của mình và sử dụng phân để che giấu ma túy. Các nhân viên ở Corsicana cho biết họ đang tiến hành điều tra về vụ trộm tại một cửa hàng tạp hóa và đã bắt giữ được một nghi can là phụ nữ. Cảnh sát nói rằng họ đã đưa nghi can tên là Shannon Martin vào xe tuần tra của cảnh sát. Sau đó, Martin đã cố ý đại tiện trong quần của mình để che giấu 2.3 gram cocaine có trong quần. Các nhân viên cảnh sát đã phải rất cố gắng để thu được bằng chứng. Sau đó, Martin bị truy tố về tội giả mạo bằng chứng và sở hữu một số chất gây mất kiểm soát. Phần tin vắn trong ngày hôm nay được sự bảo trợ bởi các cơ sở thương mại sau đây. Bình xin chào quý vị của đài VNTV. Bước sang năm 2018, năm mới này Bình xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, làm ăn phát tài, vạn sự như ý, công việc được suôn sẻ. Nếu như những gì mà 2017 quý vị không làm được thì hy vọng 2018 mọi chuyện sẽ được như ý. Nếu như quý vị nào có ý định mua nhà để ở hoặc là đầu tư thì Bình hy vọng năm 2018 có thể kiếm được cái căn nhà mà mình ưa thích để được một cái gọi là an cư lập nghiệp. Văn phòng luật sư Vi Phạm Hot chuyên lo luật di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, làm visa, thẻ xanh, đầu tư. Chào, đây là luật sư di trú Vi Phạm Hot, văn phòng Vi chuyên về bảo lãnh gia đình, fiancé visa, với là học sinh qua đại học. We help people stay and come to America. Có văn phòng tại Sài Gòn, Việt Nam. Tư vấn miễn phí 619-997-7493.